Thưa quý vị, hoàng đế La Mã Marcus Aurelius đã từng nói, nhìn lại về quá khứ, soi vào các đế chế trỗi dậy rồi suy tàn theo dòng chảy lịch sử và ta có thể thấy trước được tương lai. Đây có lẽ là câu nói mà vẫn vô cùng chính xác cho đến tận ngày hôm nay, bởi sự thăng trầm của một thời đại không chỉ để lại cho chúng ta những bài học mà đó còn là tấm gương để các thế hệ sau này soi rọi con đường của hiện tại và tương lai. Chuyên mục cuốn sách tôi chọn hôm nay muốn giới thiệu tới quý vị một trong những bộ sách tham vọng, đồ sộ và kinh điển nhất về lịch sử văn minh thế giới. Một bộ sách được nhiều người coi là tác phẩm vĩ đại nhất của lịch sử từng được viết ra và nó đã gây tác động lớn tới các nhà văn, sử gia lẫn chính trị gia cùng thời. Bộ sách Suy tàn, sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã của tác giả Edward Gibbon do công ty sách Omega Việt Nam và nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Vũ Trọng Đại, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sách Omega Việt Nam, để hiểu vì sao bộ sách Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã được coi là một cuốn cẩm nang thuận tiện để tìm hiểu ngọn nguồn sự suy bại trong các đế chế cũng như các nền văn minh khác và là thành tựu của thời đại vào thế kỷ 18. Bộ sách Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã là một tác phẩm kinh điển của nhân loại, được coi là một trong những công trình đồ sộ nhất đã được sáng tạo ra. Chúng tôi đã thai nghén bộ sách này từ rất là lâu và đến bây giờ sau 7 năm thì bộ sách này đã ra đời và đến với độc giả của Việt Nam. Chúng tôi đã rất là kỳ vọng vào bộ sách này với mong muốn là đem đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm lớn của nhân loại, một tác phẩm mà nằm trong tất cả các danh mục sách kinh điển của thế giới. Bộ sách này gói gọn 14 thế kỷ suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 15 sau Công Nguyên. Trong quá trình tổ chức xuất bản, dịch giả của chúng tôi đã rất là kỳ công, đã rất là nỗ lực để có thể giải quyết những cái thách thức của bộ sách. Thứ nhất là về dung lượng đồ sộ của bộ sách này gồm có 6 tập. Trong phiên bản của tiếng Việt thì chúng tôi gói gọn lại thành 3 tập với độ dày 1.500 trang. Thách thức thứ hai đối với người dịch là làm sao có thể lột tả được văn phong của tác giả vốn là sử gia nhưng mà màu sắc trong cách thức truyền đạt được độc giả trên thế giới từ trước đến nay vẫn coi là mang màu sắc văn chương rất là đậm nét. Edward Gibbon cho ra đời rất nhiều các cái trước tác, mà Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã là trước tác vĩ đại nhất của ông. Trong cái bộ sách này, ông đã dành đến 12 năm để nghiên cứu, để sưu tầm tư liệu, để tổng hợp với một mong muốn là tạo dựng ra một cái bức tranh toàn cảnh về đế quốc La Mã để độc giả thế hệ của ông và đến thậm chí cho đến thế hệ của chúng ta ngày bây giờ cũng có thể hình dung được về cái bối cảnh của đế quốc La Mã của cổ đại. Tác giả rất mong muốn đây không phải một công trình sử học khô khan. Độc giả trong thế hệ của ông có thể cảm nhận được cái sự sinh động của cuộc sống, của môi trường, về xã hội, về cả con người, về cả những cái nét tính cách của người La Mã cổ đại với rất nhiều các tầng lớp, giai tầng khác nhau. Và đấy có lẽ là cái mong muốn mà Edward Gibbon đã muốn thể hiện qua cái văn phong của mình, cái mang màu sắc văn chương để dễ đến gần đối với cả độc giả. Đại tập thành về tư liệu về đời sống La Mã, tôi thực sự là thấy choáng ngợp vì sẽ cần phải một thời gian tương đối dài để có thể mình có thể tiêu hóa tất cả những cái thông tin mà nhà sử gia Edward Gibbon muốn đem đến cho độc giả. Điểm thứ hai là tôi có những cái suy nghĩ về sự thịnh vượng, sự suy tàn rồi sụp đổ của một trong những cái đế quốc, một trong những quốc gia lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Chúng ta có điều kiện
trực tiếp để có thể hình dung về một cái quốc gia, một cái đế quốc đã từng là cái nền tảng và cái nôi của văn minh nhân loại thì đã bị suy thoái rồi biến mất trong lịch sử như thế nào. Đấy là bài học của những người đang sống, của những thể chế, của những nền kinh tế xã hội về lý do tại sao một nền văn minh từng hưng thịnh đến như vậy mà lại suy tàn rồi sụp đổ. Những cái bài học mà những người hiện đại đang sống sẽ còn phải chiêm nghiệm để rút ra cho chúng ta những cái nguyên nhân và cả những cái hàm ý về mặt lịch sử để chúng ta có thể không chỉ là duy trì mà còn làm sao khắc phục được những cái nhược điểm trong xã hội hiện đại để cái nền văn minh hiện đại tiếp tục phát triển và bền vững trong thời gian tới.